Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình e-shop đến từ một cái ví có tên là Dopamine Wallet. Một cái ví này nó tiềm năng như là một cái ví Safibank các bạn. Thì hiện tại đối tác của dự án này thì rất là mạnh luôn các bạn. Ví dụ như Google, Facebook, Fullsunn nè các bạn. Rất là tiềm năng nha các bạn. Thì hiện tại dự án này nó có một chương trình giveaway nữa nè. Thì mình sẽ nhận được MT Dobby nữa các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn tham gia e-shop của nó trước đi các bạn. Rồi, thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn download về một cái ví có tên là Dopamine Wallet nè các bạn. Sau đó các bạn mở app lên nè. Rồi các bạn bấm net nè. Rồi các bạn bấm join sao nè các bạn. Trước kia nó bị lỗi, hiện tại về dự án này nó đã nâng cấp app lên rất là mượt nha các bạn. Rồi, đây thì một cái app này rất là tiện lợi cho các bạn để vào xem giá những cái đồng coin, những cái đồng token nè các bạn, list sẵn. Rồi, thì các bạn khi vào các bạn chưa có tài khoản, các bạn cần phải tạo tài khoản nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Rồi các bạn bấm vào một subscribe your account nè. Rồi các bạn nhập mật khẩu của các bạn vào nha các bạn. Rồi, các bạn chấp nhận điều khoản, bấm submit xong là các bạn đã có được một cái tài khoản các bạn. Thì nhiệm vụ của tất cả bạn bấm vào một invite friend nè các bạn. Các bạn việc lấy link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè nhà người thân, mỗi một lượt download app các bạn sẽ nhận được 10 boy này sau này sẽ quy đổi ra token Dobby các bạn. Hiện tại token Dobby này sắp ra mắt các bạn, rất là tiềm năng luôn các bạn. Rồi. Sau đó thì rồi tiếp tục thì mình các bạn tham gia chương trình giveaway nhận NFT nó luôn nha các bạn. Rồi các bạn join chào kênh group. Rồi các bạn join sao các bạn, tiếp tục follow tại Twitter nữa. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó bạn meetup nè. Các bạn nhấp vào link phong này nha các bạn. Dự án này khá là tiềm năng nè, rất ngon nè. Trước kia mình cũng đã ăn được rất là nhiều kèo đến từ những cái ví thế này nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Vào setting, copy username mình nè. Sau đó dán vào đây. Tiếp tục thì các bạn điền username tại Twitter các bạn đã follow dán. Tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ ETH trên ví Dopamine Wallet nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào một Dopamine Wallet nè. Rồi vào đây thì các bạn nhấp vào một địa phi nè các bạn. Các bạn lướt xuống tìm chữ ETH các bạn. Các bạn bấm vào reset nè. Nhấp vào mũi tên, nhấp vào reset nè. Đây thì có ba phần. Một credit account thì các bạn tạo một cái địa chỉ nha các bạn. Và một import wallet thì cái mục này sao mình backup hoài không được. Hiện tại vì cái ví này nó đang còn bị lỗi nhiều lắm nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc connect wallet thôi các bạn. Các bạn chọn ETH nè. Các bạn connect với chút wallet của mình nha các bạn. Các bạn bấm kết nối nè. Rồi sau đó các bạn backup lên nè. Rồi các bạn bấm vào mục reset nè các bạn. Ủa sao connect chưa được nữa ta. Connect lại coi. Rồi, chắc được rồi. Chưa được nữa ta. Mình đã connect cái nước rồi. Kết nối nè. Nó đã xong rồi mà sao mà chưa được. Reset. Rồi. Các bạn connect cái 2-3 lần các bạn gọi bạn copy địa chỉ với ETH của mình nha các bạn. Rồi, các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi, tất cả bấm gỡ là xong nha các bạn. Để coi cái ví này nó hơi khó hiểu chút các bạn. Cái mã 3 chip cây của mình để đăng nhập vào mà không được luôn nè. Vào phantom thôi kìa. Reset. Thì sau này mình bắt up lỡ kiếm gì ta. Rồi vậy là xong rồi các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình góp đến từ một cái ví Dopamine Wallet. Trên đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.